Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị các nguyên tắc phúc âm giúp chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc từ những bài viết đăng trong các tạp chí của giáo hội, phát hành định kỳ vào mỗi tháng. Tình yêu thương trong nhà, lời khuyên dạy từ vị tiên tri của chúng ta, bài của Chủ tịch Thomas S. Monson, trong sứ điệp của đệ nhất Chủ tịch đoàn, trong Liahona tháng 8 năm 2011 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô Cuộc sống gia đình hạnh phúc Khi chúng ta đã trải qua nhiều kinh nghiệm và nhìn thấy thế gian phù du và đôi khi lại hời hợt biết bao, thì chúng ta càng biết ơn nhiều hơn về đặc ân được thuộc vào điều mà chúng ta có thể trông cậy được, mái ấm gia đình và lòng trung thành của những người thân yêu. Chúng ta dần dần biết được ý nghĩa của sự ràng buộc nhau vì bổn phận, lòng kính trọng và việc thuộc về nhau. Chúng ta biết được rằng không có điều gì có thể thay thế trọn vẹn cho mối quan hệ của cuộc sống gia đình hạnh phúc chia sẻ tình yêu thương của chúng ta. Hãy khen ngợi và ôm hôn đứa con của các anh chị em. Hãy thường xuyên nói cha mẹ thương con. Hãy luôn luôn nói lời cảm ơn. Đừng để cho một vấn đề sẽ được giải quyết trở nên quan trọng hơn một người cần được yêu thương. Bạn bè rời xa, con cái trưởng thành, những người thân qua đời, rất dễ dàng để xem những người khác như là điều tất nhiên cho đến ngày mà họ ra khỏi cuộc sống của chúng ta và chúng ta chỉ còn lại những cảm nghĩ về nếu thì sao và giá mà chúng ta hãy vui hưởng cuộc sống trong khi đang sống tìm ra niềm vui trong cuộc sống này và chia sẻ tình yêu thương của mình với bạn bè và gia đình một ngày nào đó mỗi người chúng ta sẽ không còn ngày mai nữa chúng ta đừng trì hoãn những gì quan trọng nhất. Cho thấy tình yêu thương của chúng ta. Thưa các anh em, hãy đối xử với vợ mình một cách tôn trọng và kính trọng. Họ là những người bạn đời vĩnh cửu của chúng ta. Thưa các chị em, hãy kính trọng chồng mình. Họ cần nghe một lời nói êm ái. Họ cần một nụ cười thân thiện. Họ cần một sự biểu lộ nhiệt thành về tình yêu thương chân thật. Đối với các anh chị em là các bậc cha mẹ, tôi xin nói, hãy cho con cái mình thấy tình yêu thương. Các anh chị em biết mình yêu thương chúng, nhưng hãy chắc chắn rằng chúng cũng biết điều đó. Chúng rất là quý báu hãy nói cho chúng biết. Hãy cầu khẩn cha thiên thượng để được sự giúp đỡ khi các anh chị em lo liệu cho các nhu cầu của con cái mỗi ngày. Và khi các anh chị em đối phó với những thử thách mà chắc chắn sẽ đến với vai trò làm cha mẹ. Các anh chị em cần nhiều hơn là sự thông sáng của mình trong việc nuôi dạy con cái. Bài tỏ tình yêu thương của chúng ta. Các bậc cha mẹ hãy bày tỏ tình yêu thương của mình cho con cái thấy, cầu nguyện cho chúng để chúng có thể chống lại những điều xấu xa của thế gian, cầu nguyện để chúng có thể tăng trưởng trong đức tin và chính ngôn cầu nguyện rằng chúng có thể theo đuổi cuộc sống tốt lành và phục vụ những người khác. Các con cái, hãy cho cha mẹ các em biết là các em yêu thương họ. Hãy để cho họ biết là các em biết ơn, biết bao về tất cả những gì họ đã làm và tiếp tục làm cho các em. Điều quan trọng nhất Điều quan trọng nhất thì hầu như luôn luôn có liên quan đến những người xung quanh chúng ta. Chúng ta thường cho rằng họ phải biết là chúng ta yêu thương họ biết bao, nhưng chúng ta đừng bao giờ cho là như thế chúng ta cần phải cho họ biết william shakespeare viết những người mà không yêu thương thì không cho thấy tình yêu thương chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc về những lời tử tế được thốt lên hoặc tình cảm được cho thấy đúng hơn chúng ta sẽ hối tiếc nếu không có những điều như vậy trong mối quan hệ của chúng ta với những người có ý nghĩa nhiều nhất đối với mình mang thiên thượng đến gần hơn cầu xin cho mái ấm gia đình của chúng ta được tràn đầy tình yêu thương yêu thương lẫn nhau yêu thương phúc âm yêu thương đồng bào của chúng ta và yêu thương đấng cuốn rỗi của chúng ta như vậy thiên thượng sẽ gần hơn một chút ở trên thế gian này cầu xin cho chúng ta làm cho mái ấm gia đình của mình thành chốn thánh nơi mà những người trong gia đình sẽ luôn luôn muốn trở về lời cầu nguyện cho gia đình bởi vì đơn vị gia đình bị tấn công trên thế gian ngày nay và nhiều điều đã được xem là thiên liêng từ lâu thì bây giờ bị nhạo bán nên chúng con cầu xin Ngài, tức Chúa Cha của chúng con làm cho chúng con có đủ khả năng để đương đầu với những thử thách để chúng con có thể bên vực mạnh mẽ cho lẽ thật và sự ngay chính cầu xin cho mái ấm gia đình của chúng con là nơi trú ẩn của sự bình an tình yêu thương và cuộc sống thuộc linh